Xin chào các bạn. Hôm nay LeaderCare Pro xin giới thiệu với các bạn một cái quy trình chuẩn để thực hiện phục hồi ghế sofa da cao cấp, ghế xe hơi da cao cấp, túi xách da cao cấp và giày da cao cấp. Thì ghế sofa da cao cấp thì chúng ta thấy trên màn hình hiện tại là trạng của bộ ghế sofa này rất là cũ và xuống cấp rất là nặng. Chúng ta thấy ở trên màn hình tất cả các bề mặt da trên ghế sofa da đều bị rạn nứt và sơn bị bong tróc, hầu như sơn bị bạc màu và rất là cũ. Đây chúng ta thấy cận cảnh để quay sát ở trên bề mặt ghế sofa. Chúng ta thấy đấy. Có thể là khách hàng họ không biết cách bảo dưỡng ghế sofa cho nên lâu ngày bề mặt ghế sofa rất là cũ. Nếu như chúng ta không có bước phục hồi để tái sử dụng cái bộ ghế sofa da cao cấp này thì đó là một lãng phí. Thì ngoài ra thì chúng ta còn có thể tiết kiệm được tiền tài chính của chúng ta, và mặt khác chúng ta bảo vệ được môi trường. Bởi vì nếu chúng ta bỏ cái bộ ghế sofa này ra môi trường thì nó sẽ gây tác động đến cái vấn đề về môi trường. Thông thường một bộ ghế LeaderCare Pro phục hồi lại cái giá dao động từ 10 đến 18 triệu một bộ. Nếu chúng ta bọc mới, bỏ cái da này và bọc lại cái da mới thì có thể nó lên tới vài chục triệu. Đó, thì chúng ta thấy được cái sự chênh lệch giữa cái bọc mới và phục hồi lại là như thế nào. Bởi vì khi mà cái da chúng ta phục hồi lại thì cái chất lượng có thể là nó cao hơn hoặc là bằng của cái da mà chúng ta bọc mới. Do vậy cái thời gian sử dụng, nếu chúng ta bảo dưỡng tốt thì thời gian sử dụng nó là cũng khá lâu. Và trên màn hình các bạn thấy anh thợ này đang dùng cái sản phẩm Leader PP Pro để tẩy bỏ cái lớp sơn cũ bám trên bề mặt da. Và cái bước này mục đích nhằm loại bỏ tất cả các lớp sơn đã cũ để khi chúng ta sơn mới cái lớp sơn mới lên trên cái bề mặt da này sẽ tạo ra được cái độ bám dính chắc hơn, bền hơn và chúng ta sử dụng được lâu hơn. Đây. Thì anh thợ để làm rất là tỉ mỉ, đây các bạn thấy. Ở đây là cái sản phẩm là Leader PP Pro nha các bạn. Chúng ta thấy cái chai sản phẩm nó nằm ở bên góc trên cùng bên trái của mình. Dụng cụ hỗ trợ để mà cùng với sản phẩm này để mà tẩy bỏ lớp sơn cũ đó là miếng pad, pad màu đỏ các bạn. Chúng ta nhìn trên mọi người miếng màu đỏ nó sẽ xa xa nằm trên mình. Đấy. Và cái thứ hai đó là cái khăn. Đấy. Ở đây chúng ta dùng cái khăn gì cũng được, khăn màu trắng hay khăn màu cũng được. Đấy. Hay tất cả các khăn gì cũng được. Khi chúng ta tẩy hết rồi, sau đó là chúng ta dùng khăn để mình tẩy lại, tẩy thiệt là kỹ.
Tiếp theo là bước thứ hai các bạn. Bước thứ nhất là chúng ta tẩy loại bỏ tất cả các lớp sơn cũ bằng Layer PP Pro. Đấy. Thì sang bước thứ hai thì chúng ta dùng cái sản phẩm là Layer AP Pro. Cái sản phẩm này nó là một cái chất kích dính giữa lớp da bị rạn nứt và cái lớp bột sửa chữa ráp chắc bề mặt để mà làm liền lại cái vết nứt của trên bề mặt da. Thì sản phẩm này cũng nằm ở trên góc bên trái trên cùng màn hình các bạn. Và nếu mà để cho sản phẩm này được tốt hơn thì chúng ta pha thêm chất bình nắng từ 1 đến 3% để sau khi sản phẩm này được sử dụng bôi ra ở trên mặt da rồi thì nó sẽ tạo cái khả năng tăng cường khả năng kết dính, và cái thứ hai đó là nó rắn chắc vào mặt để chịu được tất cả các lực tác dụng lên bề mặt da. Phương pháp bôi cái chất dính này thì bôi đều trên tất cả các cái bề mặt của cái khu vực của cái da chúng ta cần bôi, và thứ hai đó là tránh bỏ sót bất kỳ một chỗ nào, bởi vì những chỗ mà chúng ta bỏ sót thì có thể là cái chỗ đó nó sẽ chất lượng cái sơn chúng ta sau khi mà chúng ta sơn thì sẽ không được tốt. Thứ hai là số lớp bôi thì dao động từ 1 đến 2 lớp, thì thời gian giữa lớp 1 và lớp 2 là từ 2 đến 2 lớp. Và sau khi chúng ta bôi lớp thứ nhất xong, chúng ta dùng cái máy sấy sấy nhiệt, chúng ta mới sấy tóc này để mà chúng ta sấy để hỗ trợ cho cái tăng cái thời gian khô của lớp nhất lên. Các bạn lưu ý là ở đây chúng ta kiểm tra trên cái bề mặt dưới có bao nhiêu chỗ có cái vết tích, có bao nhiêu chỗ có cái vết chảy xước, có bao nhiêu chỗ có vết nứt, vết thủng, vết rách, thì chúng ta đều bôi cho đều mặt dưới. Bởi vì khi chúng ta bôi đều như vậy, nó sẽ tạo liên kết kết dính giữa lớp da và lớp keo két sửa chữa bề mặt ghế trên một ghế sofa. Chúng ta thấy anh thợ đang tỉ mỉ làm rất là kỹ. Và cái số lớp tối thiểu là 1 lớp cho những cái khu vực bề mặt da có vết tổn hại nhẹ, và từ 2 lớp đối với những cái bề mặt da yếu có cái xu hướng là mục rách và có khả năng dễ rách, thì chúng ta bôi từ 2 lớp để đảm bảo gia cố cái bề mặt da của ghế sofa. Và tiếp theo là bước thứ ba các bạn. Bước thứ hai là chúng ta bôi chất kết dính
để tạo khả năng bám dính giữa lớp da và cái lớp bột chải này. Đây là cái lớp bột chải. Và cái lớp này là lớp dùng keo màu để mà trám chát lên những cái bề mặt da nào mà bị nứt, thủng, rách chẳng hạn, và dùng để mà sửa chữa làm liền lại cái bề mặt da. Sản phẩm này có tên là Leather Repair Pro. Thì cái hình của sản phẩm này cũng nằm ở trên góc bên trái của màn hình các bạn. Và cái keo này nó rất là chất lượng, nó có khả năng kết dính rất là cao. Và phương pháp trét này là chúng ta trét đều lên bề mặt và hạn chế bỏ sót. Và cái tiếp theo nữa là số lớp trét từ 2 đến 3 lớp các bạn. Trong trường hợp mà cái bề mặt da mà nó bị nứt rất là nhỏ thì chúng ta có thể trét một lớp là có thể là ổn định. Còn trường hợp mà nếu mà cái bề mặt da mà mặt nó bị hư tổn nặng thì số lớp trét chúng ta sẽ phải như là từ 2 đến 3 lớp các bạn. Thì giữa các lớp sau khi mà chúng ta check thì chúng ta dùng máy sấy sấy nhiệt giống như máy sấy tóc bạn, và sấy cho nó khô rồi chúng ta mới check lớp hai lần. Trường hợp mà chúng ta không sấy khô thì chúng ta check lên thì nó vẫn là một lớp, và các lớp nó phải khô, giữa các lớp nó phải khô, đúng như các bạn nhé. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu với các bạn thì toàn bộ cái sản phẩm mà dùng cho sửa chữa tất cả các loại đồ da, chăm sóc tất cả các loại da thì hiện tại chúng tôi đang áp dụng theo tiêu chuẩn của Italy. Chúng tôi đã mua cái công nghệ này và áp dụng cho cái sản phẩm của chúng tôi để mà phục vụ cho khách hàng tại thị trường Việt Nam. Cái sản phẩm mà các bạn đang xem trên màn hình đó là sản phẩm Leather Repair Pro, thì hiện tại nó có 4 màu cơ bản: màu trắng, màu đen, màu nâu và màu xanh dương. Khi các bạn trải nghiệm qua sản phẩm của chúng tôi thì các bạn sẽ cảm nhận được chất lượng của nó. Thời gian qua thì khi chúng tôi áp dụng sản phẩm này vào cái dịch vụ sửa chữa thì đại đa số khách hàng đều hài lòng về cái sản phẩm của tôi với một chất lượng rất là tốt. Hiện tại tất cả các sản phẩm trong năm 2020 này chúng tôi đều áp dụng mức chiết khấu là từ 15-20%. Cái sản phẩm mức giá là 280.000 và mức chiết khấu là, và nó sử dụng được cho túi xách da, giày da, ghế sờ da và sofa da. Và chúng tôi cũng giới thiệu về một số cái sản phẩm của bên của chúng tôi. Ngoài những cái chuyên môn là hướng dẫn các anh chị trong cái nghề sửa chữa đồ da, và cũng là mục đích để mà giới thiệu đến cho
quý khách hàng biết về cái bản của công ty chúng tôi để mà ủng hộ sử dụng sản phẩm, để chúng tôi ngày một ngày càng cải thiện sản phẩm để đáp ứng nhu cầu về chất lượng và dịch vụ, và chất lượng và sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong tương lai, để ngày càng khách hàng được tin tưởng và lựa chọn sử dụng cũng như là sản phẩm của công ty chúng tôi. Rồi sau khi chúng mà chúng ta chấm chét sửa chữa xong tất cả các cái bề mặt da bị rạn nứt, bị bong tróc, bị rách, bị thủng chẳng hạn, thì bước tiếp theo thì chúng ta dùng cái sản phẩm tiếp theo để chúng ta làm sạch toàn bộ cái bề mặt da trước khi chúng ta chuyển qua bước sau. Đây, các bạn thấy trên màn hình là những cái ký vùng mà da bị bong tróc, sơn rạn nứt thì đã được anh thợ trám trát liền lại tất cả các cái chúng ta. Thì ở trên những ký bề mặt ghế chúng ta thấy sẽ có những ký khung sườn bằng gỗ của bạn, thì để đảm bảo rằng khi mà chúng ta sơn là cái sơn của mình, cái sơn của chúng ta không bay và nó bám trên cái những khung gỗ này. Nếu mà trường hợp nếu mà chúng ta không che kỹ thì sơn bám trên khung gỗ này chúng ta vệ sinh lại rất là cực. Đây là thời điểm dán toàn bộ cái khung sườn bằng gỗ và dán phải sát bếp cho các bạn nha. Sau khi mà chúng ta dán toàn bộ khung sườn bằng gỗ thì chúng ta chuyển sang bước tiếp theo,
Cái bước này là cái bước làm sạch toàn bộ bề mặt da, để sau khi mà chúng ta sơn thì nó sẽ tạo cái khả năng bám dính của lớp sơn bề mặt da. Thì quy trình này nó tương đối phức tạp như thế này, các bạn có thể thì có các bạn có xem kỹ cái thao tác hướng dẫn của mình chúng tôi như thế nào để sau này các bạn làm theo thì các bạn sẽ chuẩn hơn, chất lượng hơn, mang lại một cái sản phẩm sau khi mình ta hoàn thiện thì được khách hàng yên tâm hơn, họ hài lòng hơn, tin tưởng hơn. Thì cái sản phẩm này có tên là Leather AC Pro. Hình sản phẩm này là ở trên cùng góc bên trái của màn hình các bạn này. Ta dùng cái sản phẩm này ta rót ra hoặc là ta để nguyên chai ta xịt vào cái khăn các bạn ha, và lau đều lên bề mặt da. Đây là bước rất là quan trọng nhằm để chúng ta lấy tất cả những vết bẩn ra khỏi bề mặt da. Sau khi chúng ta làm sạch thì chúng ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước này là bước sơn lên bề mặt da, và sản phẩm này là sản phẩm có tên là Leather Color Pro. Và hình sản phẩm này cũng nằm ở góc bên trái trên cùng của màn hình. Khi mà chúng ta sơn thì cái màu sắc của cái sơn thì chúng ta thích màu nào thì chúng ta sơn theo màu đó các bạn nhé. Và tất cả các màu đều được pha ra như ý muốn của chúng ta hết. Và hiện tại sản phẩm của Leather Care Pro thì sơn, cái dòng sơn này có tất cả là 8 màu cơ bản. Màu thứ nhất là màu trắng như vậy, màu thứ hai màu đỏ, màu thứ ba là màu đen, màu thứ bốn là màu vàng, màu thứ năm là màu xanh dương, màu thứ sáu là màu nâu, màu thứ bảy là vàng chanh, màu số thứ tám là màu xanh lá cây các bạn ha. Và 8 màu cơ bản đó chúng ta có thể pha bất kỳ một cái màu nào chúng ta thích. Ở đây trên màn hình là khách hàng ở đây là họ thích cái màu nâu da bờ các bạn ha. Và từ 8 sản phẩm này Leather Care Pro đã phối màu và pha ra đúng như yêu cầu của khách hàng, là yêu cầu này. Và chúng ta kỹ thuật sơn, kỹ thuật phun thì chúng ta phun đều lên bề mặt của ghế sofa. Sau khi chúng ta phun đều lên vừa đủ, tránh phun quá dày các bạn ha. Và sau khi chúng ta phun xong lớp một, chúng ta dùng máy sấy sấy tóc sấy nhiệt, ta sấy cho cái lớp sơn nó khô. Và hiện tại anh thợ đây máy sấy nhiệt này, máy sấy khô lớp sơn. Và sau khi lớp sơn thứ nhất khô thì chúng ta mới phun lớp thứ hai, phun một lớp vừa đủ tránh chúng ta phun dày quá. Lớp thứ nhất khô rồi bắt đầu phun lớp thứ hai. Và kỹ thuật phun là lớp thứ nhất chúng ta phun ngang và lớp thứ hai chúng ta phun góc lại, phun gập, phun góc lại so với cái lớp thứ nhất. Và lớp thứ ba chúng ta cũng phun góc lại so với lớp thứ hai. Như vậy thì sơn nó mới đồng đều và nó bám dính tốt trên bề mặt da này các bạn ha. Lưu ý là chúng ta tránh phun quá dày nha các bạn.
Nếu mà chúng ta phun quá dày thì có thể dẫn đến là dễ làm cho cái lớp sơn nó bị gãy, gãy lớp sơn. Và tiêu chuẩn cho số lớp sơn đó là 3 đến 4 lớp, thì 2 tới 4 lớp. Tùy theo, nếu mà chúng ta màu và chúng ta trường hợp những cái màu màu đậm thì khi mà chúng ta phun thì nó đều màu hết, thì chúng ta giữ 2 lớp. Còn những cái màu nhạt thì có thể chúng ta lên được 4 lớp, 5 lớp, 3, 4 lớp. Mấy sẽ tóc chiếc này mà sẽ cái lớp thứ hai. Rồi, sau khi mà chúng ta sơn xong cái lớp màu rồi các bạn, thì chúng ta nhìn thấy ở trên cái ghế này thì màu sắc tương đối là đẹp, đều là đẹp. Và cái ghế này chúng tôi phun, hiện tại là chúng tôi phun được 3 lớp các bạn. Sau khi lớp sơn hoàn thiện rồi, chúng ta phun một lớp bảo vệ cho cái màu sau khi chúng ta phun, thì sản phẩm này có tên là Leather Coating Roll. Đó, thì chúng ta phun cái sản phẩm này từ 3 tới 4 lớp các bạn. Và điều kiện tốt nhất thì các bạn có thể pha thêm một đáng để đảm bảo cho cái sản phẩm này nó sẽ kháng lại được những hóa chất như là dung môi, như cồn, hay là acetone, hay là tất cả các hóa chất nước chẳng hạn cũng có thể kháng được. Đây các bạn, đây là sản phẩm sau khi hoàn thiện. Và thời gian của hoàn thiện cho cái bộ ghế này nó từ 3 tới 4 ngày các bạn. Nhưng mà chúng ta ở trong clip này chúng ta gói gọn chỉ có nửa tiếng thôi các bạn. Nhưng thời gian thực hiện của chúng tôi từ 3 tới 4 ngày. Và các bạn nhìn trên màn hình là sản phẩm hoàn thiện rất là đẹp. Hầu như là tất cả các vết nứt, vết cũ của sơn bạc màu gì đó hầu như không còn nữa. Đấy, rất là đẹp, sáng loáng và rất đẹp, màu sắc rất là tươi. Đấy, các bạn nhìn kỹ. Và sản phẩm này sau khi mà chúng tôi sơn thì nếu mà khách hàng mà biết cách sử dụng, biết cách bảo dưỡng bảo quản cho cái ghế thì thời hạn sử dụng nó có thể không dưới 4 năm các bạn, không dưới 4 năm. Thì cái cách bảo dưỡng cho cái ghế sofa thì như thế nào? Thứ nhất là chúng ta hạn chế dùng tất cả các chất tẩy không chuyên dụng cho đồ da. Và cái thứ hai nữa là gì? Chúng ta không dùng nước để làm sạch quá nhiều cho trên mặt da. Đấy, tất cả các loại da thì chúng ta đều dùng cái dung dịch chuyên dụng làm sạch cho nó. Và không phải là ngày nào chúng ta cũng làm lại được tốt cả. Tốt chứ lại cứ định kỳ 3 tháng thì chúng ta làm vệ sinh một lần cho các bạn nha. Thank you.
Thank you.
Xin chào các bạn, hôm nay Leader Capital xin trân trọng giới thiệu với các bạn một quy trình chuẩn để phục hồi túi xách da cao cấp thương hiệu Hermès. Đây là một thương hiệu nổi tiếng của Pháp chuyên về mặt hàng thời trang, túi xách, giày dép và quần áo. Đây là loại túi xách được làm từ chất liệu là da cá sấu Bạch Tạng, là loại cực kỳ quý hiếm trên thế giới. Thì theo thống kê năm 2014, trên toàn nước Mỹ có tổng cộng là 50 con cá sấu Nam Mỹ Bạch Tạng. Thì da mỗi con chỉ sản xuất được 2 chiếc túi xách. Đó, chúng ta thấy được cái giá trị của nó. Về do cái chất liệu này rất là quý hiếm, cho nên nó tạo nên một cái giá trị rất là cao. Và cái tiếp theo đó là mỗi cái túi xách khi bán ra thị trường đều đi kèm với bảo hiểm chính nó. Những cái phần trang trí một cái túi xách toàn bộ được làm bằng vàng 18 carat. Đó là một số cái giá trị mà tạo nên cái thương hiệu của Hermès. Để phục hồi túi xách da cao cấp này thì chúng tôi có để một số sản phẩm dụng cụ để trên bàn để các bạn tham khảo. Về dụng cụ thì gồm có băng keo, súng phun, máy sấy tóc. Về tất cả các màu sắc để chúng ta pha ra cho đúng theo cái màu của trên túi xách. Đấy, các bạn thấy các màu sắc của Leather Care Pro. Gồm có màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu trắng và một số cái chất bảo vệ màu là có tin và một số chất để mà chúng ta xử lý bề mặt túi xách trước khi sơn. Đó, Leather Repair Pro. Đấy, chúng ta nhìn lên túi xách. Chúng ta thấy thương hiệu Hermès và một số trang trí màu vàng, toàn bộ là vàng 18 carat như vậy nhé. Bước đầu tiên chúng ta xử lý bề mặt da cá sấu. Ta dùng Leather AC Pro để chúng ta tẩy loại bỏ tất các chất dơ và các chất bám trên bề mặt da túi xách. Và cái bước này để chúng ta tẩy sạch các chất bẩn, các chất dơ để tăng cường khả năng bám dính của lớp sơn mới sau khi chúng ta sơn lại. Và chúng ta phải tẩy bỏ thật kỹ cùng các khu vực ở trên túi xách, từ mặt trước, mặt sau, hai bên hông, ở bên dưới và bên trong túi xách và hai quai túi xách. Và chúng ta tẩy nhẹ để làm tránh trầy xước bề mặt da cá sấu. Thật nhẹ nha các bạn nha. Bởi vì trên túi xách này chúng ta không cần phải tẩy kỹ đâu. Nếu chúng ta tẩy kỹ thì có thể làm cho cái bề mặt da cá sấu bị trầy xước. Lúc đó chúng ta phải mất công để chúng ta xử lý lại và mất rất nhiều thời gian. Chúng ta phải tẩy thật là nhẹ nhàng, xoa đều lên bề mặt da cá sấu. Trường hợp bề mặt khăn sau khi chúng ta tẩy dơ thì chúng ta có thể trở sang cái mặt khác để chúng ta tiếp tục tẩy, để làm sao chúng ta có thể tiết kiệm được những cái khăn và tiết kiệm được những chi phí, nhưng vẫn đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm sau khi chúng ta làm xong.
thì các bước của chúng ta thì chúng ta làm đều trên cái bề mặt túi xách, làm sao để chúng ta tẩy thật sạch, thật đều, tránh bỏ sót bất kỳ một cái chỗ nào ở trên túi xách. Bây giờ chúng ta nghe một cái bản nhạc để chúng ta thư giãn, để tiếp tục xem cái clip này nhé. Sau khi chúng ta tẩy sạch cái chất bẩn, cái chất dơ bám trên túi xách, bước tiếp theo là chúng ta dùng băng keo giấy, chúng ta dán toàn bộ cạnh của túi xách ra. Và những cái khu vực nào mà có đính vàng 18 carat, chúng ta cũng dùng băng keo giấy để chúng ta dán, để chúng ta che kín. Để sau khi chúng ta sơn lớp sơn mới lên thì lớp sơn này sẽ không bay và không bám trên cái bề mặt da. Thứ tự dán thì chúng ta bắt đầu từ ở vị trí nào ở trên túi xách cũng được, từ mép của miệng túi xách, ở dưới đáy của túi xách, hoặc là dán toàn bộ bên trong túi xách. Và ở đây thì trên hình thì chúng bắt đầu từ ở mép miệng túi xách. Sau khi chúng ta dán mép miệng túi xách thì chúng ta dán hai quai. Sau khi chúng ta dán hai quai xong thì chúng ta dán ở phía đáy dưới của túi xách. Sau đó chúng ta dán toàn bộ bên trong của túi xách để đảm bảo rằng khi chúng ta sơn thì sơn không bay bám vào bên trong của túi xách và có thể nó dính vào những cái phần lót của túi xách, thì khi đó sau khi chúng ta sơn xong chúng ta vệ sinh lại rất là khó. Thank you.
Rồi, bước tiếp theo là chúng ta bắt đầu tiến hành pha màu cho sơn. Thì khi pha màu thì chúng ta dựa vào cái màu cũ của túi sách, chúng ta cho ra cái màu mới. Thì Dader Cap rồi thì có màu cơ bản xanh, trắng, đỏ, đen, vàng. Thì trong năm màu này thì sẽ pha ra bất kỳ một cái màu nào mà các bạn thích. Ở đây chúng ta thấy trên túi sách có cái màu kem. Thì màu kem là nguyên tắc thì nó có các màu như sau. Thứ nhất là màu trắng, thứ hai là màu vàng, thứ ba là màu đỏ, tư là màu đen, thứ năm là màu xanh cây. Trong tất cả các năm màu này đều giữ vai trò quan trọng để tạo ra cái màu. Nhưng chúng ta khi chúng ta thấy trên mình anh thợ này anh cho cái màu trắng đó, bởi vì cái màu trắng màu chủ đạo để ra được cái màu kem này. Thì sau khi chúng ta màu trắng này nhiều đấy, một lượng vừa đủ để thể sơn đủ cho cái túi sách này, sau đó chúng ta bắt đầu khuấy đều lên, chúng ta châm thêm một ít màu vàng, châm thêm một ít màu đỏ, châm thêm một ít màu xanh, châm thêm một ít màu đen. Thì chúng ta điều chỉnh từ từ để chúng ta lấy được cái màu cho nó đẹp với túi sách.
Sau khi chúng ta pha màu xong, tiệp màu so với túi sách, bước này chúng ta chuyển sang phun sơn lên bề mặt túi sách. Thì kỹ thuật phun sơn thì chúng ta phun đều lên tất cả các khu vực trên bề mặt túi sách, ở những phần da cái xấu. Chúng ta bắt đầu từ vị trí nào của trên túi sách cũng được hết, nhưng mà ở đây chúng tôi bắt đầu từ vị trí là ở đáy của túi sách. Sau khi chúng ta phun sơn đều, chúng ta dùng máy sấy sấy nhiệt để chúng ta sấy khô. Và mỗi lớp như vậy, chúng ta đều dùng sấy nhiệt để chúng ta sấy khô. Sau khi chúng ta phun phần đáy của túi sách xong, chúng ta chuyển sang phun phần mặt trước của túi sách. Phun mặt trước thì chúng ta phun ở vị trí nào trên túi sách cũng được, ở phần chính diện của mặt túi sách, sơn ở phần ngoài của túi sách, sơn ở hai bên cạnh của túi sách, tất cả các vị trí nào chúng ta sơn trước đều phun được hết cả. Thì số lớp tối đa của chúng ta để sơn đảm bảo cho lớp sơn này nó chắc, nó bám dính chặt trên cái bề mặt túi sách thì tối thiểu phải là 3 lớp. Và mỗi lớp như vậy chúng ta đều dùng máy sấy nhiệt chúng ta sấy khô rồi chúng ta mới sơn lớp kế tiếp. Sau khi chúng ta phun xong mặt trước, chúng ta chuyển sang phun mặt sau của túi sách. Và thứ tự các bước, các khu vực phun cũng giống như cái bước của túi sách. Chúng ta phun ở vùng nào của mặt sau của sách cũng đều được cả. Chúng ta phun ở mặt chính diện, ngoài, hai bên cạnh đều được hết cả. Và kỹ thuật sơn của chúng ta cũng phun 3 lớp. Và mỗi lớp như vậy chúng ta đều dùng máy sấy. Sấy nhiệt chúng ta sấy khô rồi chúng ta mới sơn lớp tiếp theo. Lưu ý là chúng ta phải phun một lượng sơn ra vừa đủ để đảm bảo làm sao cái lượng sơn đó nó
đủ che lấp cái túi sách, tránh chúng ta điều chỉnh lượng sơn từ xuống phun ra quá nhiều, có thể nó bay ra bên ngoài để nó bám vào những cái tường hay là nó bám những khu vực không cần thiết. Tiếp theo là chúng ta sơn hai bên hông của túi sách. Ở bộ túi sách thì chúng ta cũng sơn 3 lớp. Mỗi lớp như vậy chúng ta đều dùng máy sấy nhiệt, chúng ta sấy khô rồi mới sơn lớp tiếp theo. Lượng sơn chúng ta chỉnh cũng vừa đủ. Vậy sơn tới đâu chúng ta sấy khô tới đó. Tiếp theo là tôi sơn phần dài cái sáu bên trong của túi sách. Lưu ý là chúng ta mặt trong cũng được sơn thành 3 lớp. Mỗi lớp như vậy chúng ta đều dùng máy sấy nhiệt sấy khô, sau đó chúng ta mới sơn lớp kế tiếp. Và lượng sơn chúng ta cũng điều chỉnh ra vừa đủ. Tránh chúng ta chỉnh lượng sơn quá nhiều, sơn có thể bay vào bám trên bề mặt bên trong của túi sách. Nếu trường hợp như bề mặt bên trong của túi sách có màu khác với màu của sơn, khi chúng ta sơn nhiều quá, lượng sơn ra quá nhiều, lượng sơn dư và sơn sẽ bay bám vào bên trong của túi sách, có thể là chúng ta sẽ rất là khó vệ sinh sau khi mà chúng ta sơn xong. Sau khi chúng ta sơn lớp màu xong, kiểm tra nếu đạt yêu cầu, không còn chỗ nào sót hay là màu không đều. Trường hợp màu không đều chúng ta có thể sơn màu lại, giảm bá lại để làm sao đảm bảo rằng bề mặt túi sách màu phải đều, phải đẹp. Sau khi chúng ta phun màu xong, chúng ta chuyển sang bước phun bảo vệ màu cho túi sách. Thì sản phẩm này có tên là Leather Coating Pro. Sản phẩm này có mục đích là bảo vệ sơn, và công dụng của sơn này là kháng lại tất cả các hóa chất, tất cả các dung môi và kháng lại nước. Trường hợp chúng ta làm dung môi văng vào túi sách, có thể là nếu không có lớp coating này có thể là lớp màu của sơn. Và mục đích của lớp này sẽ có tác dụng làm cho chúng ta sẽ rất dễ dàng vệ sinh khi túi sách bị dơ. Và một lưu ý nữa là khi chúng ta sử dụng túi sách, không phải ngày nào chúng ta làm vệ sinh là điều tốt cả, mà cứ định kỳ 3 tháng chúng ta làm một lần là đúng quy trình bảo dưỡng vệ sinh túi sách có chất liệu là bằng da. Khi chúng ta làm vệ sinh bằng dung dịch chuyên dụng làm sạch cho đồ da, sau khi chúng ta làm xong chúng ta đánh một lớp kem bảo dưỡng lên nữa thì đảm bảo chúng ta xài túi sách rất là lâu. Và kỹ thuật phun sơn thì cũng quy định từ 3 tới 4 lớp.
Khi chúng ta phun có tin thì cũng giống như phun sơn, phun ra một lượng vừa đủ, và tránh trường hợp chúng ta điều chỉnh lượng có tin bay ra từ xuống phun quá nhiều để bám vào những khu vực khác trong phòng phun, để chúng ta sau này chúng ta rất là khó vệ sinh. Sau khi chúng ta phun lớp này xong, chúng ta dùng máy sấy nhiệt sấy khô và chúng ta mới bắt đầu phun lớp kế tiếp. Chúng ta lưu ý là chúng ta phải phun đều, tránh bỏ sót bất kỳ một chỗ nào. Trừ chúng ta bỏ sót bất kỳ một chỗ nào đó thì chất lượng khu vực của cái dùng da đó sau khi chúng ta sơn sẽ không được đảm bảo. Sau khi chúng ta phun sơn xong, phun bảo vệ có tinh rồi xong, chúng ta kiểm tra lại và sau đó chúng ta lột tất cả các băng keo và làm vệ sinh sạch sẽ, và chúng ta phải kiểm tra lại chỗ nào nó còn sót sơn, chỗ nào bề mặt sau khi sơn chưa đạt yêu cầu chúng ta phải sửa lại một lần nữa để cho đảm bảo rằng túi xách sau khi hoàn thiện phải đạt yêu cầu về màu sắc phải đều, về độ mịn của sơn, hay là trên tất cả các vị trí của túi xách không có một bất kỳ một lỗi nào để làm ảnh hưởng tới mỹ quan của sản phẩm. Rồi đây là sản phẩm hoàn thiện sau khi sơn hoàn thiện.
Xin chào các anh chị. Thì vừa qua thì Hub Clean nhận được rất nhiều lời đề nghị chia sẻ về cái quy trình thực hiện phục hồi đánh bóng lại xà gã ba bộ. Thì chúng ta thấy ở trên thị trường nhà ở và các công trình như khách sạn, bệnh viện, các trung tâm thương mại, các cửa hàng, showroom được thiết kế và lắp đặt sàn đá ba bồ cũng như là bách tường đá ba bồ rất là nhiều. Tuy nhiên, đá ba bồ thì có rất nhiều loại đá ba bồ như vậy. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại đá ba bồ và mỗi đá ba bồ có cái đặc trưng và đặc tính khác nhau. Do vậy mà cái quy trình thực hiện phục hồi đánh bóng sàn đá cho mỗi chủng loại đá ba bồ lại khác nhau. Và ở đây chúng tôi giới thiệu một sàn đá ba bồ đặc trưng và chúng tôi làm quy trình để giới thiệu tới quý vị và các bạn tham khảo và một số anh em trong nghề để theo dõi và có thể làm căn cứ thực hiện cho cái công việc của mình. Các bạn nghĩ trên màn hình hiện trạng của mặt sàn đá ở đây là nó cẩu và mất lớp bóng các bạn ạ. Và sau đây thì chúng tôi bắt đầu đi sâu vào quy trình thực hiện phục hồi cái sàn đá và bồn như thế nào và thứ tự cái bước ra sao. Thì các bạn thấy trên màn hình cái clip này chúng tôi quay cũng rất là lâu rồi, mà hôm nay thì chúng tôi có làm clip up lên cho nên các bạn thấy cái hình nó hơi nhỏ một xíu, nhưng mà chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn để mà nói thêm để cho các bạn hình dung được cái công việc đó là như thế nào. Thì bước đầu tiên đối với sàn đá cũ mà chúng ta muốn phục hồi lại thì chúng ta cần làm cái gì và thứ tự của bước ra sao. Thì bước đầu tiên đó là chúng ta cắt bỏ toàn bộ những cái đường ron cũ và bị hư để chúng ta chét một lớp keo mới và làm mới lại đường ron cho đá. Và các bạn nhìn trên màn hình là anh thợ, một anh thì dùng máy cắt cầm tay cắt và một anh thì dùng máy hút bụi để mà hút những cái bụi do máy cắt cầm tay nó thải ra, nó xả ra ngoài. Để nếu trường hợp chúng ta không dùng máy hút cái bụi do máy cắt cầm tay để lại thì cái bụi do máy cắt cầm tay nó bay ra bên ngoài rất nhiều, làm ảnh hưởng tới cái sức khỏe cái người lao động. Thứ hai nữa là làm ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh bị ô nhiễm và gây khó chịu cho cái sinh hoạt của những người ở khu vực xung quanh. Và ta lưu ý là dùng cái máy cắt cầm tay có điều chỉnh tốc độ. Và hiện tại trên thị trường thì có máy cắt cầm tay có 6 tốc độ như các bạn nha. Và khi chúng ta cắt thì chúng ta để ở chế độ số 3. Trong 6 số thì chúng ta để số 3. Thì ở cái số 3 đó thì cái tốc độ đồng quay của máy cắt không quá cao, cho nên ta dễ điều chỉnh. Và thứ hai nữa là người công nhân cũng có cái độ an toàn tương đối để vận hành máy cắt tay. Và sau khi chúng ta cắt xong thì chúng ta dùng máy hút bụi, ta hút tất cả các bụi
nằm ở trong cái đường ron để thật là sạch, để chúng ta chuyển sang cái bước là các keo trợ ron. Và sau khi mà chúng ta cắt ron xong thì bước tiếp theo là chúng ta dùng keo hai thành phần này các bạn nhé. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn là để cái hình ở trên video cái keo hình thành phần nó bao gồm những cái keo gì và keo gì để các bạn hình dung và biết được cái keo đó, có thể ra thị trường tự tìm kiếm và mua sản phẩm về tự làm. Hoặc trường hợp các bạn cần chúng tôi hỗ trợ thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline để chúng tôi cung cấp sản phẩm cho các bạn. Các bạn lưu ý là keo thành phần của chúng ta có một dạng bột và dạng nước. Và chúng ta lưu ý ở cái chỗ này, khi chúng ta cho cái thành phần nước vào bột, không phải là chúng ta lấy cái phần nước đó cho vào bột, cho vào trong hũ luôn, thì có thể là chúng ta chắc không kịp, nó sẽ làm hư cái bột ở trong hũ. Như vậy bằng cách nào chúng ta sử dụng nó hiệu quả nhất là chúng ta dùng cái muỗng cho một ít bột ra bên ngoài và pha thêm một ít thành phần nước vào theo tỷ lệ 1/1%. Sau khi chúng ta cho vào, chúng ta dùng cái cây hoặc là cái phễu, cái cây hoặc là cái muỗng cũng được, chúng ta trộn đều lên để cho cái thành phần, hai thành phần đó nó được trộn đều trong tất cả các cái dạng bột đó, thì chúng ta mới chép lên được rồi. Đối với các bạn là cái chỗ này, cái điểm này nó không quan trọng. Nếu như mà các bạn không biết ở chỗ này thì có thể chúng ta làm rất là lâu hoặc là gây lãng phí dần mạnh. Và cái điều lưu ý tiếp theo là khi chúng ta check, phải check nhiều lần để làm sao đảm bảo là đường ron đó phải được đầy so với hai cái mép của viên đá. Bởi vì cái đường ron đó nó nằm giữa hai viên đá, cho nên khi chúng ta check đầy, nó nhô cao hơn 2 mét của đường ron của viên đá, thì khi chúng ta mài thì nó sẽ chém ngang qua, nó liền luôn cái mạch ron ron rất là đẹp các bạn. Trường hợp nếu mà chúng ta check thấp hơn 2 mét của viên đá thì khi chúng ta mài thì cái chỗ đường ron nó thấp hơn viên đá đó, nó sẽ không được đầy và không được đẹp. Thì khi các bạn thực hiện rồi, các bạn sẽ cảm thấy được là cái cách của chúng tôi tư vấn cho các bạn là nó sẽ đúng hay là sai. Rồi, khi chúng ta chắc rồi xong thì chúng ta để khoảng từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ cho keo ở bên trong đường ron hồ, thì bắt đầu chúng ta chuyển sang bước tiếp theo, đó là chúng ta mài phá để loại bỏ tất cả các bề mặt cũ trầy xước, mất lớp bóng của viên đá đó bỏ đi, để chúng ta lấy cái phần bề mặt dưới của viên đá và cái dụng cụ, cái máy móc để chúng ta mài thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn để cái hình ảnh đó, những cái đĩa mài đó, cái máy móc đó ở trên cái màn hình để các bạn dễ tiện theo dõi và dễ hiểu hơn. Và thông thường chúng tôi gọi cái đĩa mài đó gọi là đầu số, tiếp mài
cái người ta gọi là thiếp mài kim cương, là cái người ta gọi là đĩa mài bằng nhựa. Nhưng suy cho cùng tất cả đều đúng hết các bạn, muốn gọi gì ta gọi. Nhưng mà cái điều quan trọng là các bạn sử dụng đúng đĩa là ok, và tốt nhất là chúng ta sử dụng đĩa mài có độ dày là 10 mm nha các bạn ạ. Nếu chúng ta sử dụng cái đĩa mài là 3 mm, 5 mm hoặc là 8 mm thì nó rất là khó mài, bởi vì khi chúng ta mài cái đĩa nó mỏng, nó tạo nên cái độ rít, cái độ trơn, và chúng ta điều chỉnh máy mài rất là khó các bạn. Và cái máy mài ở đây phải có độ nặng các bạn. Các bạn nhìn trên hình cái máy mài là cái dòng Kappa của Home Clean đang sử dụng. Và khi có hỗ trợ của hai cục tạ đè lên máy thì trọng lượng của máy sẽ dao động từ 90 kg tới 100 kg các bạn. Và motor ở đây là công suất nó khoảng 3 HP. Thì những cái thông số này nó sẽ giúp cho cái vận hành máy được trơn tru hơn, liền lạch hơn, và mang tới cho các bạn một cái kết quả, một cái hiệu quả rất là cao. Chúng ta không thể dùng cái máy mài quá lớn, hoặc là dùng cái máy mài công suất quá nhỏ, không đủ tải, thì nó dẫn tới cái việc hiệu quả cái mài là cái năng suất không có. Và thứ hai nữa là cái hiệu quả của cái bề mặt đá sau khi chúng ta mài bỏ đi thì nó sẽ không có được đẹp. Kỹ thuật mài thì ở đây các bạn đánh xoay tròn xoắn ốc, có thể các bạn đánh ngược chiều kim đồng hồ, hoặc là có thể các bạn đánh ngược chiều kim đồng hồ, theo cách nào cũng được. Nhưng tốt nhất là chúng ta mài để xoay tròn xoắn ốc để đảm bảo cho cái bề mặt đá sau khi mài đều. Và một cái lưu ý khi mài phá ở đây là đồng mặt đồng số 50, đây là khi các bạn mà bị nhấp nhô hoặc là không bằng nhau, chúng ta cố gắng mài ở những vị trí đó cho thật lâu, thật đều 2 mét là đạt yêu cầu của bạn. Sau khi chúng ta mài xong cái đầu số 50 thì chúng ta dùng máy hút thật là kỹ để kiểm tra lại những đường ron nào nó còn bị thiếu, hoặc là còn sót ron chúng ta check của sót thì chúng ta check dọc vào để chúng ta mài lại đầu số 50 tiếp, để đảm bảo rằng là cái bề mặt sợi đá của bạn đạt cái hiệu quả, đạt cái tiêu chuẩn về thẩm mỹ phải là từ 90 tới 95%. Rồi khi chúng ta mài phá bằng cái độ số 50 thì bước tiếp theo là chúng ta hút toàn bộ tất cả các chất dơ bám trên bề mặt sàn đá để chúng ta kiểm tra là được rồi. Thế các bạn nha, nhớ là chúng ta phải hút thật là kỹ để chúng ta kiểm tra lại trên đường ron những khu vực, những cái chỗ nào mà ron còn sót. Ví dụ chúng ta check keo không đầy vẫn phải check lại, hoặc là chúng ta check sót thì chúng ta phải check dặm vào để đảm bảo rằng tất cả các đường ron ở trên bề mặt sàn đá đều được đầy. À nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Là ở đây chúng tôi làm là chúng tôi thực hiện với một thao tác rất là chuẩn. Ở đây cô bé này bỏ hút từ bên trái qua bên phải, lần thứ hai hút từ bên phải qua bên trái, lần thứ ba cũng hút từ trái phải theo cái tình hình. Như vậy là nó mới đảm bảo rằng chúng ta không hút sót bất kỳ một chỗ nào trên mặt sàn đá. Như hút như vậy nó mới thật sạch.
đó các bạn, chỉ có chúng ta lưu ý theo dõi. Lưu ý là các bạn hút theo hàng và theo lối nha, và nó phải dính chắc với nhau. Tránh trường hợp là chúng ta hút loạn xạ, hút xéo qua xéo lại, không hút loạn xạ trường hợp hết. Cuối cùng là chúng ta hút không sạch rồi thì đó, cuối cùng là chúng ta làm sót rồi. Sau này chúng ta kiểm tra không kỹ là làm sót rồi, là nó làm cho cái bề mặt sàn đá của chúng ta sau khi làm xong thì nó sẽ không đảm bảo và bền vững. Rồi chúng ta hút sạch xong, sau đó chúng ta kiểm tra lại ROM, check giảm ROM, và bước tiếp theo là chúng ta mài đầu số theo thứ tự như sau. Lần đầu thứ nhất các bạn mài đầu số 50, và lần thứ hai sau khi mài xong đầu số 50, kiểm tra ROM xong, check giảm ROM xong, thì các bạn mài đầu số 100. À, các bạn lưu ý nha, nó nhân đôi lên 50 tới 100. Và sau khi các bạn mài đầu số 100 xong, các bạn mài đầu số 200. Hay các bạn ha, cái người ta thích mài theo số lẻ, dãy số lẻ và một số người ta thích mài theo dãy số chẵn. Thì ở đây chúng tôi hướng dẫn theo các bạn là mài theo dãy số chẵn. Bước đầu tiên là mài số 50, và sau khi mài đầu số 50 xong, các bạn đặt mài đầu số 100. Ở đây trên màn hình của chúng tôi đang mài là đầu số 100. Bước tiếp theo của mài đầu số 50, và chúng tôi không quay lại tất cả các đầu số, nhưng ở đây chúng tôi chỉ quay hai đầu số 50 và 100 để các bạn tham khảo. Và cái trình tự của nó mài như vậy cũng giống nhau, nhưng các bạn mài số 100 các bạn sẽ lên 200 xong các bạn sẽ lên đầu số 400, đầu số 400 xong các bạn thay đổi lên đầu số 800, và sau khi đầu số 800 xong các bạn thay đổi lên đầu số 1500. Nó nhân đôi lên, và các bạn mài tới đầu số 1500 thì các bạn dừng lại. Các bạn dừng lại các bạn nha. Mình dừng lại để mình lúc đó là đã đạt yêu cầu về cái độ mịn, độ bóng của mặt sàn đá rồi. Lúc đó là chúng ta sẽ chuyển sang cái độ theo lại, chúng ta bắt đầu là chúng ta đưa quá chắc vàng và đánh bóng vào mặt sàn đá rồi. Đây các bạn ha. Tới 1500 là dừng lại. Rồi sau khi chúng ta mài lên tới một cái công đoạn cuối cùng, đó là cái đầu số 1500, thì chúng ta dừng lại. Chúng ta phải hút sạch tất cả các chất dơ do các đầu số nó mài nó thải ra trên bề mặt sàn đá, và chúng ta hút thiệt khô thiệt sạch, hút theo thứ tự dứt chắc từ trái qua phải. Sau khi hút tới phải xong, từ phải qua trái, từ trái phải trái, nó chính xác như vậy. Và mỗi lần hút như vậy nó là một đường thẳng. Đó, các bạn thấy cái cô bé cô đang hút ở trên cái màn hình. Và cái nguyên tắc hút là cái đường hút sâu nó phải, đường hút trước nó phải lấn qua đường hút sâu, và đường hút sâu nó phải lấn qua các bạn nha, lớn qua tầm khoảng 5 cm. Rất lưu ý là chúng ta cái đường hút sâu nó cách đường trước, nó sẽ để lại một cái đường của cái quạt của chiếc dơ, vậy là sẽ không đạt được mẫu. Sau khi chúng ta hút xong bề mặt sàn đá thì ta dùng khăn ta lau lại thật sạch, kiểm tra lại thật sạch trên bề mặt sàn đá nó có bụi bẩn cát sạn nó bám trên mặt sàn đá hay không,
để đảm bảo rằng khi chúng ta đá bóng là nó sẽ không bị trầy xước do những cái vật vật cứng như cát sạn nó làm trầy xước của mình. Rồi sau khi chúng ta hút xong, làm vệ sinh, kiểm tra lại tất cả các chất bẩn hoặc là cát sạn bám trên mặt sàn đá để đảm bảo rằng cái bề mặt sàn đá đó không còn những cái tác nhân làm ảnh hưởng tới bề mặt như trầy xước. Bước tiếp theo là chúng ta đánh bóng sàn đá bằng hóa chất và máy đánh bóng sàn đá. Và hóa chất ở đây, hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại hóa chất, nhưng ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một loại hóa chất mà chúng tôi đang sử dụng. Và máy móc và dụng cụ để hỗ trợ cho việc đánh bóng này là chúng ta dùng pet đỏ các bạn nhé, và máy mài để chúng ta mài bằng đường số, chúng ta dùng cái máy đó và được chuyển sang đánh bóng. Và kỹ thuật đánh bóng như thế nào? Bước thứ nhất là chúng ta dùng muỗng, chúng ta múc cái hóa chất đó ra, chúng ta cho lên ở trên bề mặt sàn. Và đá thì nó tùy theo kích thước của mỗi viên đá, cho nên chúng ta cho hóa chất lên bề mặt sàn đã làm sao để đảm bảo rằng cái hóa chất đó nó phải được thấm đều lên cái khu vực chúng ta đã bóng, tránh chúng ta cho quá nhiều nó lãng phí, và hoặc chúng ta cho quá ít không đủ hóa chất để ta làm bóng cái bề mặt của sàn đá lên. Và kỹ thuật đánh, chúng ta cũng đánh xoay tròn, xoắn ốc và xả nước ra một lượng vừa đủ sơ sơ thôi nhé các bạn nha. Nếu chúng ta cho nhiều nước quá nó làm loãng quá chắc, hoặc là chúng ta cho ít quá thì nó không đủ nước để nó làm cho cái sàn đá nó lên bóng. Một lượng quá chắc vừa đủ, đánh theo hình xoắn ốc và xoa đều và đánh nhiều lần. Ở đây chúng tôi tư vấn cho các bạn là mỗi lần đánh như vậy là nó một chỗ đánh nó phải từ 20-25 lần thì nó mới là bóng. Các bạn nhìn trên màn hình chỉ một chỗ một viên gạch, anh thợ anh xoay nãy giờ tầm khoảng mười mấy lần các bạn. Thì để số lần nó lên bóng đảm bảo rằng bề mặt sẽ nó bóng, đó là nó phải từ 18-25 lần đó, càng lâu càng tốt các bạn. Đó, sau khi anh bánh xoay cho viên thứ nhất xong, rồi kéo máy xuống đánh viên thứ hai. Và cái số lần cũng dao động từ 18-25 lần. Đến cái này chúng ta đánh bằng pet đỏ nha các bạn nha, pet đỏ nó sẽ hiệu quả hơn. Cái khu vực màn hình đã quay lại khu vực chưa đánh bóng các bạn, chúng tôi sẽ đánh demo cho các bạn bốn viên trước ở khu vực cửa để các bạn dễ hình dung được là cái đội bóng nó lên như thế nào. Việc đánh bóng như thế này thì khi cái người vận hành máy thì cũng tương đối là nhẹ các bạn, nó không có nặng bằng lúc bài.
ở Hà Nẵng là anh xây, anh đánh theo cây số ốc là đủ từ 18 đến 25 lần. Bây giờ bắt đầu đánh theo dắt ngang qua ngang lại. Thì đánh cái dắt này nó cũng mỗi lần như vậy, mỗi đường như vậy cũng từ 5 đến 6 lần. Như vậy là cái số lượng lần cũng mỗi đường như vậy nó lên từ 25 tới 32 lần. Rất là công phu. Cho nên cái giá mà để chúng ta phục hồi đánh bóng sàn đá này lại, hiện nay trên thị trường có rất nhiều đội nhóm họ làm cái giá rất là thấp nha các bạn. Hồi xưa mà từ năm 2010 chúng tôi làm phục hồi sàn đá này, cái giá nó từ 25 tới 250 ngàn đến 300 ngàn một mét vuông. Nhưng hiện nay kể từ năm 2018 trở về đến nay thì cái đơn giá của cái phục hồi để bóp sàn đá marble này nó còn khoảng 150, từ 3 đến 150 thôi các bạn. Các bạn thấy là nó đơn giá nó lại cái dạng này xuống. Nhưng cái công sức để chúng ta bỏ ra chúng ta phục hồi sàn đá này nó rất là công phu. Chúng ta không thể làm với một đơn giá rất là thấp để chúng ta nhận lại cái phần thưởng cho chúng ta không được tương xứng các bạn. Đối với những cái đá mà nó khó lên móng các bạn thì có thể là các bạn sẽ bỏ ra rất nhiều công sức. Sau khi anh đánh bằng đá xong thì ở bước này là anh thợ này anh xả cái nước sạch lại, anh để anh làm sạch cái bề mặt của sàn đá, rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra lại cái kết quả của cái việc mà chúng ta đánh bóng sàn đá bằng nước sạch. Sau khi anh đánh xong bằng nước sạch xong, anh dùng máy hút nước, hút sạch cái chất bẩn trên bề mặt sàn đá. Đây các bạn thấy là đội bóng nó lên. Lúc nãy ban đầu là chúng ta không nhìn thấy được cái cửa, nhưng mà sau khi mà chúng ta đánh bóng lên thì chúng ta nhìn thấy được cái độ sáng của nó. Chúng ta nhìn thấy cửa sổ, nhìn thấy cửa lối đi. Đội bóng sau khi đánh chúng ta sẽ là sáng như gương như các bạn. Và cái đội bóng đây là đội bóng tự nhiên. Và quá chất này là nó thẩm thấu vào bên trong đá, chứ không phải là nó tạo một cái màn giả trên bề mặt đá. Chúng ta rất đẹp. Ánh đèn lên, nhìn thấy cửa sổ, nhìn thấy lối đi, rất đẹp đấy các bạn. Ánh đèn đã lên rồi. Lúc ban đầu thì chúng ta thấy cái bề mặt sàn đá này rất là dơ, đen dơ trầy xước. Sau một giai đoạn chúng ta mài rất là công phu, và tới giai đoạn đánh bóng thì chúng ta thấy được kết quả rất là đẹp, rất là đẹp. Chúng ta so sánh giữa các khu vực. Hiện tại chúng ta nhìn ra cửa sổ, ở cái hướng này nhìn ra cửa sổ chưa thấy cái cửa sổ. Tí xíu nữa chúng ta đánh bóng xong cái phần khu vực đó, chúng ta sẽ nhìn thấy cái cửa sổ đó. Rồi, đây là kết quả, thành quả mấy ngày nay. Cái sàn đá này chúng tôi thực hiện từ 3 đến 4 ngày các bạn. Nhưng mà chúng tôi gói gọn trong cái video này chỉ có nửa tiếng thì các bạn. Đây là cái thành quả của nó. Chúng ta nhìn thấy ánh đèn, nhìn thấy cửa sổ và rất là bóng như các bạn. Trời
đang dần về chiều, cho nên là chúng ta không nhìn thấy cái ánh cửa sổ. Nhưng nếu như mà chúng ta hoàn thiện vào buổi sáng thì chúng ta nhìn thấy cửa sổ, nhìn thấy rất đẹp. Đó, chúng ta nhìn kỹ thấy ánh đèn, ánh đèn trên bề mặt sàn là rất đẹp. Đó, các bạn để ý thấy ánh đèn, ánh đèn rất là sắc nét, rất là rõ nét trên bề mặt sàn đá như vậy. Và cái cảnh quay này là ban đêm, trời ánh về chiều cho nên chúng ta không nhìn thấy rõ cái ánh mặt trời.